Xin chào quý anh chị, em là Hưng, tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota Lào Cai. Hôm nay em sẽ báo giá tới quý anh chị các mẫu xe Toyota Cross phiên bản sản xuất 2022 cũng như là sản xuất 2023, model 2022 cũng như là model 2023. Đầu tiên thì chúng ta phải phân biệt rõ giữa năm sản xuất và model. Có những chiếc xe sản xuất năm 2022 nhưng vẫn mang thiết kế của phiên bản model 2023. Thì sau đây em sẽ báo giá chi tiết cũng như là từng mẫu xe giá chi tiết lăn bánh tại Lào Cai. Đầu tiên đó sẽ chính là chiếc xe Cross ở phiên bản bản G của Toyota Cross sản xuất năm 2022 và model 2023 thì có giá niêm yết là 755 triệu. Tại hiện tại thì đại lý Toyota Lào Cai đang giảm giá đối với mẫu xe này là 35 triệu đồng cộng với phụ kiện cũng như là bảo hiểm, thì em tạm tính chi phí lăn bánh của mẫu xe này là 813 triệu. Quý anh chị chỉ cần trả trước 20%, tức là khoảng 20% giá xe, tức là khoảng 145 triệu là mình có thể mang xe về nhà rồi ạ. Tiếp theo đó chính là mẫu xe Toyota Cross phiên bản V, bản V nhưng mà model 2022. Thì em sẽ báo bản V model 2022 trước và bản V model 2023 sau, đều là sản xuất năm 2022 anh chị nhé. Đối với bản V mà model 2023 sản xuất năm 2022 thì có giá niêm yết là 860 triệu, đang được khuyến mại khoảng 50 triệu đồng cộng với cả là phụ kiện cũng như là bảo hiểm. Em Hưng tạm tính chi phí lăn bánh tại Lào Cai là 916 triệu. Trả trước chỉ từ 162 triệu là anh chị có thể mang xe về nhà rồi ạ. Đối với phiên bản Cross V mà form cũ, tức là form 22 đấy ạ, mà sản xuất từ năm 2022 thì có giá ưu đãi hơn rất nhiều. Giá bây giờ chỉ là 846 triệu, đang được giảm là hơn 50 triệu đồng cộng với là phụ kiện và bảo hiểm. Em Hưng tạm tính chi phí lăn bánh là 900 triệu. Quý anh chị chỉ cần trả trước từ 160 triệu thôi ạ. Còn đối với những chiếc xe Cross mà sản xuất năm 2023 thì đương nhiên rồi, sẽ là model của 2023. Thì anh chị sẽ có thắc mắc là model 2023 thì có khác biệt gì. Đầu tiên là khác biệt với phiên bản G, em sẽ nói sơ qua thôi ạ. Phiên bản G thì đối với model 2023 thì sẽ có màn hình to hơn. Còn phiên bản V và phiên bản HV thì model 2023 sẽ được trang bị thêm cho anh chị, đó là cốp điện như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đấy ạ. Và không lăn man nữa thì em sẽ đi đến giá lăn bánh. Đầu tiên thì đối với phiên bản Cross G sản xuất 23, model 23 có giá niêm yết tại đại lý là 755 triệu, cũng sẽ được tặng combo phụ kiện kính sàn cam phủ gầm với giá lăn bánh tạm tính là 848 triệu. Anh chị chỉ cần trả trước 150 triệu là có thể mang xe về nhà. Với phiên bản Cross V thì có giá niêm yết là 860 triệu, và anh chị chỉ cần trả trước từ 170 triệu thì có thể mang xe về nhà. Chi phí lăn bánh tạm tính là 966 triệu. Đối với phiên bản Cross bản Hybrid có giá niêm yết là 955 triệu. Giá lăn bánh em tạm tính ở đây là 1 tỷ 072 triệu. Anh chị trả trước từ 190 triệu thì mình có thể mang xe về nhà rồi ạ. Tất cả các phiên bản Cross của 2023 thì đều được khuyến mại phụ kiện anh chị nhá. Và phiên bản Cross của 2022, kể cả là model mới hay model cũ, thì đang được khuyến mại rất nhiều. Anh chị có thể liên hệ ngay cho em để em có thể biết được nhu cầu của anh chị và có một cái ưu đãi tốt nhất tới quý anh chị. Và em xin nhắc thêm một chút là đối với các mẫu xe Toyota thì đều có giá là màu trắng ngọc trai, sẽ là cộng thêm 8 triệu anh chị nhá. Với giá em vừa báo thì là các màu thường, nếu như anh chị quan tâm màu trắng ngọc trai thì mình sẽ cộng thêm 8 triệu đồng. Và hơn nữa, đây là giá mà em báo là tại thời điểm, tức là tại thời điểm mà em Hưng làm video này anh chị nhá. Thì nếu như mà trong quá trình anh chị xem video mà có, tại vì giá là bọn em sẽ được cập nhật từng ngày, nếu như anh chị có xem video thì hãy gọi ngay cho em. Thì anh chị có thể nói ra nhu cầu của mình, em sẽ tư vấn và đưa tới anh chị khuyến mại tốt nhất, linh động từ phụ kiện sang tiền mặt, hoàn toàn thoải mái anh chị nhá. Cho nên là giá lăn bánh ở đây em chỉ đưa ra tới mức tham khảo thôi. Thì nếu như anh chị, ví dụ như anh chị không lấy phụ kiện nữa, hoặc là anh chị có deal như nào thì có thể alo trực tiếp cho em. Anh chị vui lòng alo cho em ạ, thì em có thể hiểu được nhu cầu của anh chị và tư vấn một cách nó chính xác nhất.
Em Hưng xin kết thúc video ở đây. Thì cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe. Em sẽ cung cấp thêm các video tiếp theo. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh cũng như là ấn like cho em để em có thêm động lực ra các video báo giá chi tiết tới quý anh chị các mẫu xe Toyota theo từng tháng, một tháng của đại lý Toyota Lào Cai. Em Hưng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.